Dạ em tên là Huỳnh Thoa. Huỳnh Thoa. Dạ. Rồi chúng ta sẽ cùng chào đón bạn nam. Xin mời. Mời bạn ngồi. Chào bạn. Dạ chào anh Linh. Chào chị Cát Tường và chào tất cả khán giả ngồi đây. Anh ơi sao anh không chào em anh? Đó. Chào bạn kế bên. Thấy chưa? Thấy chưa? Bạn mới nói tên là Thoa. 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 Còn bạn? Dạ em tên là Sơn. Sơn hả? Dạ. Hoa em... hiện nay Hoa hiện Hoa bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 22 tuổi chị. 22 mình đang dạ. làm công việc gì? Dạ em đang vẫn còn đi học chị, em học năm cuối. À như còn đi học năm cuối bạn nghĩ là bao nhiêu tuổi thì kết hôn là vừa? Dạ em nghĩ khoảng chừng 25 tuổi kết hôn là được chị. Cho nên bây giờ mình còn 3 năm để tìm kiếm và tìm hiểu để mà mình đi đến hôn nhân đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi bạn trai đang làm gì? Dạ hiện tại em đang làm cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Hả? Làm được cảnh sát phòng cháy chữa cháy lâu chưa? 7 năm rồi anh. Bộ mới chữa cháy xong hay sao vậy? Dạ không, cái này mới sáng mới bị bung một. À, nhưng mà Hoa ơi, bạn xinh như hoa, tươi như hoa thế này, lý do tại sao bạn ế? Chắc em nghĩ là tại vì em hơi tự tin quá trước mặt con trai chị nên con trai nhìn em chắc ngán ngán đó chị. Tự tin quá là sao bạn? Em cũng không biết phải giải thích làm sao nữa, nhưng mà nói chung mấy bạn nam mà nói chuyện với em hồi mấy bạn hơi bị yếu tim á chị. Không có tự tin trước mặt em được. Sao chị? Em nhắc ma người ta làm sao? Yếu tim là sao? Cái kiểu em cũng hơi hung dữ á chị nên còn phải đàn áp mấy bạn nam đối diện á chị. Đó là khuyết điểm của bạn đó hả? Dạ đúng rồi chị. Vậy thì ưu điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em là sự tự tin vô đối chị. Tự tin cũng là ưu điểm mà là khuyết điểm luôn. Dạ đúng rồi chị. Nhưng mình biết như vậy thì mình bớt tự tin một chút đi. Em đang tìm kiếm người nào mà khắc chế được cái sự tự tin vô đối của em. Bên đây phòng cháy chữa cháy luôn. Mỗi lần bên kia mà gọi là hung dữ, bên kia mà gọi là tự tin vô đối thì bạn làm gì? Xịt nước rồi. Xịt nước hết. Đang có quả mà anh hung dữ rồi. Sở thích của bạn là gì? Nếu lúc bạn rảnh rỗi thì bạn sẽ làm gì? Dạ em thích là ngồi cà phê với mấy cô bạn thân đó chị. Hoặc là đi xem phim ma chị. Đã hung dữ rồi mà còn thích đi xem phim ma nữa. Hiền dịu quá. Bạn nam, bạn nghe bên đó bạn cảm nhận thế nào? Không, em nghĩ bên đó chắc cũng cá tính đúng không? Cá tính, rất là cá tính đó. Rất cá tính. Còn bạn, cái mong muốn bạn tìm người bạn đời như thế nào? Tiêu chuẩn là sao? Nói chung là tiêu chuẩn của em cũng rất là thoải mái. Tính em cũng hơi thoáng. Nhưng mà quan trọng nhất với em là chủ yếu là biết nghĩ về gia đình đó. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thì nói chung thì em quen cũng nhiều. Nhưng mà sâu đậm với em là một mối tình cách đây là 5 năm rồi. Lúc đó thì em quen bạn gái rồi phải đi học xa. Rồi xa mà cách lòng nên bạn lấy chồng. Bạn mình có nụ hôn đầu đời chưa? Dạ hôn đầu đời thì chắc chắn là có rồi chị. Có rồi hả? Đâu dạ. Có chắc chắn có nhiều người hả? Ở đây chị làm chương trình này có nhiều người chị làm mai làm mối 27, 28 tuổi chưa hôn lần nào luôn. Ủa vậy hả chị? Vâng. Vậy nên thì uổng phí hai mấy năm đó quá ha. Vậy là mình đã trải nghiệm tình yêu rồi. Mình có cái bí mật gì mà mình luôn giữ kín, mình không muốn tiết lộ? Em cũng có mấy bí mật. Em có một bí mật rất là lớn là hồi cấp 3 là em mập khoảng chừng 65kg hơn chị. 65kg? Dạ. Bây giờ em nhiêu ký? Dạ bây giờ em 50kg. Rồi làm sao mà em xuống dữ vậy? Chị dư có mấy kilo mà chị xuống hoài xuống không được nè. Dạ tại em thất tình đó chị. Tình gì? Dạ em chia tay mối tình đầu xong rồi em chỉ ở trong phòng em khóc suốt 2 tháng trời thôi. Rồi xong rồi là em ốm xuống luôn. Lúc đó là em ốm đỉnh điểm là 40kg. Là trong vòng 2 tháng xuống bao nhiêu ký? Là trong vòng 2 tháng em xuống khoảng chừng 20 mấy ký đó chị. Em xuống cỡ nào, em làm cách nào mà em xuống 2 tháng mà xuống 20 mấy ký? Em chỉ cho chị coi. Em làm sao mà 2 tháng mà xuống 20 mấy ký? Thì mình cứ khóc thôi mà vậy. Tại vì cái mối tình đầu nó quá sâu đậm á chị. Em khóc, mẹ ba mẹ em thì cứ thay phiên nhau canh em. Ba mẹ không can thiệp gì luôn, không có lôi ra khỏi phòng hả? Tại vì ba mẹ cũng biết cái tình yêu đó nó định mệnh quá. Em quen được mấy năm? Dạ hai đứa là thanh mai trúc mã từ hồi 3 tuổi cho đến lớn. Rồi chính thức yêu nhau là khoảng năm giữa 11 đến 12 chị. Là hai đứa chính thức yêu nhau. Thanh mai trúc mã là sao? Có nghĩa từ nhỏ ta đã chơi với nhau trong xóm rồi. Cái dạ. Yêu tình yêu hồi còn ở trường tắm mưa đó. Đúng không? Cho đến lớn luôn mà cuối cùng là chia lìa đôi ngã. Vậy cũng hỏi nó bây giờ tao quan tâm cái vụ nè mà bộ trong 2 tháng nó không ăn uống gì trơn. Dạ em chỉ mẹ thì bắt ăn mà ăn cũng không nổi nữa chị, ăn vài miếng xong rồi uống miếng nước rồi uống miếng sữa như vậy thôi chị.
Trời ơi, ai yêu tôi bỏ tôi đi trời, cho tôi thất tình cho trời. Nhưng mà nếu mà 2 tháng mà xuống 2 mấy ký, bây giờ tôi chỉ cần nằm trong nhà 3 ngày thôi, tôi chỉ cần xuống là 1 kg tôi cũng mừng nữa. Từ 65 mà xuống 40 anh coi nè, anh lên từ 65 kg 2 tháng trời. Dạ chào anh. À, màu đen quá hả? Em màu đen với lại hiện đại lắm anh. Không biết bạn nam bên kia thì có thích phụ nữ hiện đại không anh? Hiện đại là sao? Hiện đại là sao? Là thích con gái ăn mặc hơi bị sexy một chút. Hay là thích xô móng tay hay nhuộm tóc không? Tại cái những cái đó là em có hết. Bạn đâu sexy gì đâu. Tại bữa nay người ta lên đây người ta tại vậy. Hôm nay em mà lên mà em sexy quá chắc chương trình không cho em vô quay. Rất là hiện đại ha. Dạ. Mà người ta thẳng thắn mà. Chuyện này á, chị mai mối mà được là phải giữ vững tới kết hôn luôn. Bây giờ chứ đó. Mà bây giờ mà thất tình một lần nữa đó là em nằm trong phòng em 2 tháng nữa là em mập lên 65 kg lại. Thôi giờ có người lớn nè, có người lớn nè ha. Có người lớn làm chứng luôn ai, ha. Ai có ai vậy anh Linh? À thấy có người lớn á. Có người nhà đi theo đúng không? Dạ có phụ mẫu em. Phụ mẫu đúng không? Phụ mẫu hả? Đâu hai bác đâu? Rồi chào bác ạ. À. Vâng. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Nhưng bác thấy bạn gái ngồi trên này thì bác cái nhận xét của bác, cái cảm nhận của bác như thế nào? Thấy bé đó thì rất là dễ thương và năng động, thì cũng có cá tính một tí thì mình cũng thích vậy. Dạ. Như là bác thấy với lại là Thoa đã giới thiệu là cô ấy hơi hiện đại, ăn mặc hơi sexy, nhuộm tóc là móng tay vậy, bác có vấn đề gì không? Bác có ngại không? Cho em nó hiện đại thì mình cũng phải thông cảm cho nó thôi. Dạ, cảm ơn. Nhắm xác suất mấy chục phần trăm là con dâu bác được không? Mấy chục phần trăm? Dạ, được 80%. Dạ, cảm ơn bác. Bây giờ là coi như là bác đây đã đồng ý rồi. Giờ còn lại ở em. Bây giờ trước khi chị qua coi mặt giùm cho em thì chị muốn biết mẫu người bạn trai lý tưởng của em là như thế nào? Là một người thông minh, gan dạ, hiểu biết. Gan dạ. Dạ. Chắc chắn là gan dạ rồi, đi cứu dạ. người là phải gan dạ rồi, cái dạ. nghề nó nguy hiểm lắm. Dạ. Dư rồi hả em? Dư rồi. Còn gì nữa không bạn? Dạ em chỉ không thích là bạn trai là người nhỏ nhen thôi chị. Nhỏ nhen là sao? Dạ là những cái gì tiểu tiết thì hay xét nét á chị, thì em không thích như vậy. Nhiều đó thôi nha. Dạ. Bây giờ chị qua chị coi mặt giùm nha. Dạ. Khỏi coi. Được là gã luôn đó, má chịu rồi. Rồi. À, gì đấy? Mụn gì? Nay nở hoa hả? Dạ nở hoa. À duyên lắm nè, hai đang khểnh ra ngoài nha. Tướng tá ngon lành nha, đứng lên coi coi ơi, đẹp trai không? Trời. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuẩn rồi. Chuẩn ha. Hồi đó giờ mình đi làm cái công việc đó có khi nào mình bị cái tai nạn gì nó để lại dấu vết trên người không? Dạ không chị, em thì không. Có đó nở mụn đó. Đó đâu có liên quan. Thôi ngồi ngồi xuống đi mình cho dạ. cái mặt. Dạ dạ. Rồi, mình là rồi thấy đó. Chịu rồi đó. Mà má cũng chịu luôn rồi đó. Dạ. Không biết bạn gái bên này sao thôi mà chị nghĩ hai người rất là xứng đôi. Dạ. Ha, về làm sao láng láng cái đó chút xíu nha. Chăm sự nha chị. À được. Có hơi bị bung mẹt chút xíu mà không sao. Rồi, kéo màn lên. Rất là đẹp trai đó. 80% bác đồng ý rồi. Bắt đầu. Đó. Dạ, em chào anh ạ. À. Chào thôi. Dạ. Nãy ngồi bên sau bức màn này thấy dạ. Nghĩ chắc có lẽ là khác hẳn với lại Thoa bên này. Dạ vậy mà anh. Ngạc nhiên. Khác sao? Nãy là em nghĩ có lẽ là 7-8 điểm, bây giờ chắc có lẽ là 10 điểm. Mắt em rất là đẹp. Dạ em cảm ơn, ai cũng khen hết. Em rất là tự tin, em có hay đi phượt không? Dạ không anh. Không thích à? Dạ em sợ những cái tai nạn sơ suất đó anh. Dạ. Em có yêu cầu gì về anh không? Em không có yêu cầu gì nữa hết anh. À dạ. Coi được thì chừng nào kết hôn? À nãy giờ quên có một món quà chưa tặng. Dạ. Xong đợi tới sáng mai nói luôn. Rồi cái gì móc cái gì vậy? Hôm nãy giờ thì sắc đẹp của bạn làm em xao xuyến anh quên. Dạ. Em đưa tay ra đi. Dạ. Đưa hai tay luôn. Hai tay luôn. Dạ. Thì cái này sẽ làm ẩu thuật nhỏ nhỏ thôi. Ẩu thuật sao vô tay chị nè. Không, được, cái đâu được. Nhất là lần đầu tiên anh thả sẽ rớt nha. Dạ. Lần thứ hai thả rớt. Dạ. Lần thứ ba rớt luôn. Rớt luôn. Nhưng mà lần thứ tư được. Wow. Tôi tưởng lần thứ tư vẫn rớt. Rồi, dạ. Em tặng em. Em cảm ơn anh ạ. À. Chắc mình làm sớm sớm đi nha bác. Có gì mài con Cát Tường nha.
Hay người ta chiếc vòng cầu hôn ở đây vừa dây vừa vòng, không biết là sao. Bạn cảm nhận thế nào với cái món quà của bạn trai tặng? Chắc là món quà này có ý nghĩa là sẽ trói buộc em suốt cả cuộc đời. Wow. Rồi, rồi hỏi nói gì nữa trơn á. Để tay vô nút bấm đi. Suy nghĩ kỹ nha. Một, hai, ba. Rồi rồi. Đếm giật mình liền không? Quảng hồn 2-3. Chút lẽ nãy tôi vô tôi bấm đại luôn nó kỳ chứ. Được rồi. Nắm tay nhau cái đi. Được rồi. Nắm tay nhau cái đi. Hôn nhau cái đi, mình trẻ hiện đại mà. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Trời ơi, tôi nổi da gà luôn à. Em muốn té xỉu luôn nè chị. Thích quá đi à. Đâu mở mở đẩy tóc ra kia để thấy cái vòng coi, hỏi bác là đẹp bác đó. Đẹp lắm đẹp á.